Dạ, em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip 94 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là một cái cây kéo này nha các anh chị. Đó, cái cây này là hình thức của nó nè. Khi mà các chị mình quay về nha các chị, đó mình dặn ra, mình dặn vô này. Đó, cái hiệu của nó là Golden Star nha các anh chị. Thì cái này này, hình thức của nó là lưỡi của nó là chưa có sử dụng nha các anh chị, nhưng mà đi bãi á, nó bị ẩm á, thì nó bị hơi đen như vậy nè, nó ở trong cái bao như vậy nè, cái nó bị ẩm á. Thì đó, hiệu của nó này Golden Star, nô là đào của nó 2020 nha các anh chị. Thì cái hình thức của nó đây, cán đồ cũng còn đẹp hết nha. Nó có cái mã vạch nữa là mất tiêu rồi. Ờ, trời, mất tiêu rồi nha các anh chị. Mã vạch, trời, mất tiêu rồi nha các anh chị. Thì cái hình thức của nó đây, chữ nghĩa của nó đây nè. Thì cái cây này nha các anh chị, thì em sẽ đo chiều dài của nó nè. Chiều dài của nó là để hình thức dài nhất nha các anh chị. Dài nhất là 1 mét, đúng 1 mét nha các anh chị. Dài nhất là đúng 1 mét. Thì cái lưỡi của nó còn khá bé nha. Thì khi các anh chị muốn quay lên á, mình quay ra lỏng lên và mình đẩy lên, rồi mình dặn vô nha các anh chị. Đó, mình dặn vô là đó, bây giờ mình quay nè. Đó, quay nè. Rồi, mình dặn ngược lại nha các anh chị. Đó, là nó cứng lại nha. Đó. Rồi thì cái hình thức để hình thức như vậy nha các chị, hình thức ngắn hơn á thì nó là 68 nha các chị, hình thức ngắn hơn là 68. Đó, lưỡi là còn bén nha các chị, nói chung là lưỡi là nó chưa có sử dụng nha. Nhưng mà tại vì nó bị ẩm á nên nó thành ra là nó hơi đen nha. Đây nè, ngọt lắm luôn nha các chị. Rồi cái này là của Nhật nha các chị. Rồi mã số 1 nha. 330 nha các anh chị, 330 này. Cán người ta làm cái phần cán nhám, tay nhám này cho các anh chị mình cầm không có trợt này. Đó, cái lưỡi của nó này, răng rồi chưa có sử dụng nha. Nhưng mà bị ẩm á, đây nó có trong cái bịch như vậy luôn. Đây, bịch như vậy. Đẩy lên. Rồi mã số 1 330k nha các anh chị. Em ưu tiên các anh chị mình chuyển khoản nha, đây vô. Cái mình để vô vậy nha các anh chị. Mình gai lại tại này nè. Rồi mã số 1 330, tiếp theo là mã số 2 nha các chị. Mã số 2 là một cái mỏ lết này, thì cái mỏ lết này là 375mm nha các chị, 375mm, hiệu của nó Lotter Made in Japan. Đó, thì cái cây này là nó hơi đen đen như vậy nha các chị, nó có tróc xi nè, nhưng mà phần ngầm của nó đó, hình thức của nó này, phần ngầm của nó không có đưa lát nha các chị. Em sẽ quay kỹ các chị mình xem. Đó, đây. Thì cái miệng mở rộng của nó là 42 cm nha các chị, 42 cm. À, 42mm chứ em nhầm. 42mm nha các chị. Đó, cái hình thức của nó này. Nó cũng có tráp xi nha các chị. Nói chung là cây này thì chiều dài 375. Hình thức của nó là như vậy. Tráp xi nha các chị. Đó. Rồi mã số 2. 400. Mã số 2 400 nha các anh chị. Này là 375, miệng mở rộng. Miệng mở rộng là 42 đến 45 ta, 45 thì phải, em đo lại. 45 nha các anh chị, miệng mở rộng là 45 mi. Đó, hình thức à, chiều dài của nó là 375 mi. Rồi mã số 2 400. Nó không có rơ lát gì nha các anh chị, không có rơ lát gì, còn khá chắc chắn luôn. Nó chỉ bị ẩm, bị tráp xi thôi. Mã số 2 400. Tiếp theo là mã số 3 nha các chị, là một cái cây kéo tỉa. Thì cái cây này hình thức của nó là nó có một cái mọc chữ như vậy thôi nha các chị. Đây, mọc chữ chỗ cái cán này nè. Hình thức của nó đó. Thì cái lưỡi của nó nha các anh chị, nói chung là em chỉ vệ sinh thôi, không có mài nha. Thì nó các anh chị về mình mài lại, còn không mà để dài cũng xài được rồi nha các anh chị, nó bén lắm nha. Đó. Rồi mã số 3 nha các anh chị, 180. Cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị, chiều dài của nó là 19. Này, lưỡi này.
Lưỡi còn khá bén nha các chị. Nói chung là các chị về mình sử dụng cũng được. Còn các chị nào mình biết làm đẹp á, mình sửa lại cho nó đẹp nha các chị. Chứ còn cái này là bén, mình xài được luôn rồi. Rồi mã số 3 nha các chị, 180. Tiếp theo là mã số 4, là một cái cây kìm tú dây điện nha các chị. Cái cây này thì cái hình thức của nó đây, cái này là hình thức của nó là bản C nha các chị. Thì bản C thì nhỏ nhất là 0.9, 1.25, 2.5, 3.5 và 5.5 nha các chị. Lớn nhất là 5.5 thì cái này cũng còn được nha các chị. Đó, hiệu của nó là Vercel. Cắn tay cầm đều được hết nha các chị. Con cái nó cũng hơi chài chài chút chút thôi. Rồi thì em sẽ tút thử về điện nè. Thì cái này là tới em xuất dây cửa 2 ly nha các chị. Đó, 2 ly nha. Đó. Ok nha các chị. Đây em tút lại cho các chị mình xem nha. Thì cái dây này là cửa 2 ly nha. Đó. Rồi. Nha các anh chị. Rồi thì cái này là Vercel Japan. Kìm tuốt bản C lớn nhất là 5.5 ly, chiều dài của nó là 17. Rồi mã số 4 206. Tiếp theo là mã số 5 là một cái cây rút rive nha các anh chị. Cái cây này thì nó là cây rút rive nè. Cái hiệu của nó là SK nha các anh chị. Nè, Nagara Ferry kia gì nha các anh chị đây. Thì hiệu của nó là SK nè. Đó, cái cán của nó có made in Japan nha các anh chị. Đó, made in Japan. Cây này thì còn khá đẹp luôn nha. Cái đầu của nó là 2.4, 3.2, 4.0 và 4.8 nha các anh chị. Thì em đang rút là cái đầu là 3.2 nè. Thì bình thường là mình rút cái rive 3.2 nha các anh chị. Thì em sẽ rút thử nè. Đó. Đây. Ngon lành nha các anh chị. Đó, rút lại cây nữa nè. Cũng nhẹ nhàng lắm nha. Tại cái tay em nó không có đủ bự á. Rồi. Thì cái cây này là nó có luôn. Cái cây này còn khá mới nha các anh chị. Đó. SK. Made in Japan. Cây này thì chiều dài của nó là 26 nha các anh chị. Chiều dài 26. Cắn rồi còn đẹp. Đầu rồi còn ok hết. Rồi mã số 5 nha các anh chị, 350. Cái này đó, made in Japan nha. Rồi mã số 5 350. Tiếp theo là mã số 6, là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây này là của Mary nha. Logo dấu rít nội địa Nhật nha các anh chị. Đây, Mary Japan. Cắn rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Cắn rồi còn ok nè. Cái đầu của nó nè. Lưỡi cắt khí thông hở nha các anh chị. Đó. Phần răng ngàm đẹp. Cây này thì chiều dài của nó là 21 năm nha các anh chị. 21 năm. Cắn tay cầm rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Đây, em sẽ quay kỹ. Đó. Rồi thì em cắt thử dây điện nè. Cắt ngọt ngay nha các anh chị. Dây điện bự, cắt ngọt lắm luôn. Đó. Rồi. Đầu rồi cũng còn đẹp nha các anh chị. Răng nè. Rồi mã số 6, 204. Tiếp theo là mã số 7. Cũng là một cái cây kìm của Mary nha các anh chị. Bữa nay ba cây Mary mập mập luôn. Đó thì cắn tay cầm rồi cũng còn đẹp nha. Lưỡi cắt khít. Răng ngầm rồi còn ok hết nha các anh chị. Đây. Đầu tay cầm rồi không có rách gì hết nha. Mary Japan. Cũng made in Japan. Rồi cây này. Cắt ngọt nha các anh chị. Cây này cũng lưỡi cắt khít không có hở nha. Rồi cái này chiều dài của nó cũng 21 năm nha các anh chị. Mã số 7, 204 luôn. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái cây kìm của Mary nha các anh chị. Đó, Mary Japan. Rồi thì cái cây này thì nó cắn nha các anh chị. Đây, nó rách này nha. Đó, cái đầu của nó nè. Thì cái cây này người ta có chế một cái lỗ tuốt như vậy nha các anh chị. Cái lỗ tuốt này là lỗ tuốt chế nha, chứ không phải lỗ tuốt của nó nha các anh chị. À, người ta có khoan một cái lỗ tuốt này. Nhưng mà răng ngàm được còn đẹp nha các anh chị. Đây răng ngàm được còn đẹp nè. Lưỡi cắt khít không có hở. Nó chỉ cắt lỗ tuốt thôi nha. Đó cây này cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Cắn thì nó có cắn nhẹ nhẹ chút. Nhưng mà cũng còn ok lắm. Cây này chiều dài của nó cũng 21 năm nha các anh chị. Đó cắt ngọt luôn. Cái phần mà người ta chế cũng đẹp nha các anh chị. Người ta chế tuốt trên này luôn rồi nè. Thì cái phần này nè.
nó còn dài thì các anh chị mình cắt thoải mái luôn. Rồi mã 2, mã số 8 107 luôn. Tiếp theo là mã số 9. Là một cái kìm của Fujiya nha các anh chị. Fujiya này logo nội địa Nhật nha. Đó thì cái phần ngàm của nó đẹp nha các anh chị. Đây, ngàm răng nó còn ok nha. Lưỡi cắt khít thâm hở. Cán tay cầm được cũng còn đẹp nha các anh chị, không có bị rách. Rồi thì cái cây này mã số 9 230 nha các anh chị. Cây này cũng chiều dài của nó cũng 21 năm. Cũng 21 hơn nha các chị đó, 21 càng 21 năm. Rồi thì em sẽ cắt thử dây điện nè. Thử cho các anh chị mình xem nha. Đây. Cắt ngọt ngay nha các anh chị. Đó. Đó. Rồi mã số 9 230. Tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị, là một cái cây kìm cũng của Fujiya nha các anh chị. Đó, cây này cắn luôn cũng còn đẹp hết nha. Thì cây này nó bị hở một chỗ này nha các chị đó, nó hở sát ở trong này nè. Nhưng mà cái phần này nè cũng còn rất là dài để cho các anh chị mình cắt nha. Trời, thì cây này chiều dài cũng 21 nha các chị, 21. Đó, cắt ngọt nha các chị. Nói chung là cái nó cũng bị ở tuốt ở trong cại rồi nha các chị, ở trong này rồi. Nên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm nha, mình xài cũng ok nha các chị. Các anh chị làm nghề rồi xài ok nha. Đó. Có hở một chút chỗ đó. Rồi mã số 10 nha các anh chị, cũng 107 luôn. Tiếp theo là mã 11. Một cái cây kìm này nha các anh chị, cây này thì nó có bấm cốt này. Hiệu của nó là Fujiya nha các anh chị, Made in Japan. Thì cái cây này nè, nó hơi mờ mờ chút nha các anh chị, tại vì nó cũng hơi bị đen đen nhẹ đó. Bên này rồi đẹp nè. Toán không rách nha các anh chị, Fujiya. Đó, không có rách nha các anh chị. Nó dính như dưa. Thì cây này chiều dài của nó, em đo chiều dài. Chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Chiều dài của nó 19. Đó, thì cái kìm này nè, nó bao lên trên luôn, khá đẹp nha. Cái đầu này, lưỡi cắt khít không hở nha các anh chị. Răng ngàm rồi còn ok hết nha. Đây, lưỡi cắt rồi ngon lành luôn. Rồi, cây này em cắt thử hả? Đó, cắt ngọt ngay nha các anh chị, cắt nhẹ nhàng lắm. Rồi. Đó, cây này là hình thức của nó là hơi khác laser nha các anh chị. Đây em quay kỹ cho các anh chị mình xem này. Đó, Made in Japan. Rồi cây này là mã 11 nha các anh chị, 200. Cây này đang nó có kìm bóng cốt nha. Rồi tiếp theo là mã 12, là một cái kìm Lotter này nha các anh chị. Cái kìm này chiều dài của nó là 15 nha các anh chị. Hiệu Lotter, cây này cũng còn cái đầu của nó đen sơ vậy thôi chứ còn đẹp nha các anh chị, răng ngàm rồi còn ok hết nè, lưỡi cắt khít thông hở. Cây này chiều dài 15 cm. Đây, em sẽ cắt thử. Cắt ngọt nha các anh chị, cắt khá ngọt luôn. Rồi chiều dài của nó 15 nha các anh chị, hiệu Lotter con tôm. Rồi mã số 12 102. Tiếp theo là mã 13, là một cái cây kìm cắt mé ri này nha các anh chị, mé ri. Đây cắn bị rách chỗ này nha các anh chị. Đó, cắn bị rách đây. Rách nha các anh chị, đây bị rách nè. Rách này em quay kỹ nha. Thì đầu của nó này, lưỡi cắt cũng khít thông hở nha các anh chị. Người ta có xài rồi thì nó cũng có cắn nhẹ nhẹ nhưng cũng còn đẹp lắm nha. Đó, lưỡi dài mé ri 205. Em cắt thử cho các anh chị mình xem nha. Đó, cắt ngọt nha các anh chị. Đó. Đó, rồi thì cái cây này em sẽ đo chiều dài. Chiều dài của nó là 21 năm nha các anh chị, 21 năm luôn. Bị rách chỗ này nha các anh chị. Đó. Em quay kỹ này, rách mình còn tất cả trên đều không rách nha các anh chị. Đó, lưỡi cắt thì có xài rồi cũng có dăm dăm đó, nó cũng có dăm dăm nhẹ nhưng mà cắt ngọt nha các anh chị. Nói chung không có hở gì nhiều nha. Rồi mã 13 200 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 14, là một kìm này. Kìm này cũng của Fujiya nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này. Cái đài đầu nó của nó ẩm á. Nên nó hơi bị rổ rổ như vậy nha các anh chị. Nó không có được đẹp. Nhưng mà cắn tay cầm thì không có rách nha. Đó. Thì cái cây này em cắt thử dây điện. Cắt ngọt nha các anh chị. Cắt ngọt ngay à. Lưỡi cắt nó khít không có hở nhưng mà nó hơi rổ nè. Thì cây này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, chiều dài 18. Rồi mã 14 150. Tiếp theo là mã 15.
là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây này hiệu của nó là TTC, logo nội địa Nhật, dấu rít nè, Japan nha các anh chị. Cắn nhám nha các anh chị, cắn này cầm này, cái nó có một cái lỗ tốt dây điện nữa. Cây này cắt ngọt nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Đó, cắt ngọt nha. Chiều dài của nó 16, cắn luôn còn đẹp không có rách. Rồi mã 15 100. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 là một cái kìm này nha các anh chị. Cái kìm này là 3bit logo nội địa Nhật. Chiều dài của nó là 150 nha các anh chị. Hình thức răng ngàm rồi nè. Cắn không có rách gì hết nhưng cắn rất là dài luôn nha các anh chị. Dài lắm. Đây em cắt thử nè. Cắt ngọt nha. Đó. Đây lưỡi cắt được cũng còn êm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15, hiệu của nó là 3bit logo nội địa Nhật. Rồi mã số 16 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 17 là một cái kìm Mary này nha các anh chị. Mary này người ta khắc laser nha, có dấu ái đường. Cắn tay cầm được không có rách nha các anh chị. Chiều dài của nó là 16. Đó, phần răng ngàm được cũng được nha. Nó có lỗ tuốt luôn nha các anh chị. Đây là nó khắc laser nè, Mary. Cái này thì nó là cắt ngọt nha các anh chị. Kìm nhọn. Chiều dài là 16, mã 17 100. Tiếp theo là mã 18 nha các anh chị. Mã 18 là một cái cặp cảo này luôn. Cái cặp này là chiều dài của nó là 300 x 80 nha các anh chị. Hiệu của nó là ba cư ma này, nhưng mà một cái cán nhựa và một cái cán gỗ nha các anh chị. Đó. Cán nhựa và cán gỗ thì cán gỗ nó có đường nứt như vậy nha các anh chị. Đó, nó có đường nứt mà không có sao nha các anh chị. Đó, mình vẫn còn cầm được ngon lành nha. Nó gỗ nó. Đó thì cùng một hài hiệu ba cư ma luôn nha các anh chị, cùng một chiều dài luôn. 300 x 80. Nhưng mà một cái cán gỗ, một cái cán nhựa. Rồi mã 18 400. Tiếp theo là mã 19. Là cái mỏ led MCC này nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 350. Logo nội địa Nhật. Cái miệng mở rộng của nó là 6,5 cm nha các anh chị. Phần răng ngàm được còn ok hết, hoạt động ok. Em coi được ngon lành nha. Rồi mã 19 nha các anh chị, 208. Đây, nhúng luôn còn ngon lành hết. Chiều dài của nó là 350. Rồi tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cuộn thước Tarima này nha các anh chị, Tarima Made in Japan. Thì cái cuộn này là 50m nha các anh chị, 50m, nhưng mà cái đầu này, nói chung là cái cuộn này chữ số rồi cũng còn rõ ràng nha các anh chị, nhưng mà nó bằng thước thép á, thì nó cũng có những cái vết trài nha các anh chị. Đó, nó có vết trài như vậy nè, nó trài trài như vậy chút chút nha các anh chị. Thì em cũng kiểm tra hết rồi, nó chỉ trài sơ vậy thôi nha các anh chị. Đó, nó có trài trài chút chút này, em coi, đó, trài trài như vậy nha các anh chị. Đó thì cái cuộn này là 50m nha các anh chị, 50m nè. 50m rồi. Cuộn này em kiểm tra rồi nha các anh chị. Nói chung nó có trài như vậy thôi, còn khúc bên ngoài thôi, còn bên trong thì đẹp nha. Rồi mã số 320 nha các anh chị, 300 cho cái cuộn Tarima 50m. Rồi, 300 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 21. Mã 21 là cái búa đóng đinh nha các anh chị. Cái búa này là đóng đinh này, cái đầu đóng của nó còn khá đẹp nha các anh chị. Đầu đóng của nó nè, đó, còn đẹp luôn. Đây, cái phần lỗ đinh cũng đẹp nha các anh chị. Thì cây này là mã 21 nha, hiệu của nó SK11 nha các anh chị, Made in Japan. Cắn tay cầm đồ đẹp hết. Cây này nặng là 580g nha các anh chị, 580. Cái này là phần cắn nhựa thủy tinh nha các anh chị. Cái loại cắn mà có khúc nhựa thủy tinh này khá chắc nha các anh chị. Rồi mã số 21. Cái em sẽ đo chiều dài. Chiều dài của nó là 38 nha các anh chị. Mã 21 230. Tiếp theo là mã 22 là một cái búa bi này nha các anh chị. Cái búa thì cái đầu của nó có sử dụng rồi, không có được đẹp nha các anh chị, nhưng mà còn ok lắm. Thì cái cây này nè, đó cái đầu búa của nó là như vậy nha các anh chị, nó có cắn 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 nè. Còn cái đầu đóng bi người ta cũng sử dụng rồi nha. Đó, cây này là hiệu của nó là Lotter nha các anh chị, Lotter.
cán này, cán thì cái khúc này cũng là nhựa thủy tinh nha các anh chị. Còn cái khúc này thì nó, cái chỗ này nó bị cháy chỗ này chút xíu nha. Đó. Rồi. Thì cái cây này là nặng của nó là 1 kg mốt nha các anh chị, 1 kg mốt luôn cán nha. Nó nặng lắm luôn á, 1 kg mốt cái đầu nó bự. Chiều dài của nó là 36 nha các anh chị. Rồi. Đây, cái phần đóng thường. Rồi mã số 22 nha các anh chị, 240. Tiếp theo là mã 23, là một cái búa nhựa hiệu của nó là Vercel nha các anh chị. Đầu đồ cũng còn đẹp nè. Đó, người ta có đóng rồi nhưng mà xài lướt thôi nha các anh chị, không có bị trài le lét gì hết. Đó, thì cái đầu búa này nhỏ nha các anh chị, cái loại này rất là nhỏ nha các anh chị, mình lưu ý giúp em với. Cái búa này chỉ có 250g luôn cán nha các anh chị, 250g. Búa đầu nhựa nha. Thì chiều dài của nó là 28 nha các anh chị, có phần rộng đầu búa là 9. Còn cái đường kính của nó là 20-25 nha các anh chị, 25mm. Đó. Rồi mã số 23, 130 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 24, là một cái mỏ lết này. À quên, cái kim quả nha các anh chị, của Gia Ben, hiệu của nó này. Hiệu của nó ca ca như vậy nha các anh chị, sọc sọc. Chiều dài của nó là 250 nha các anh chị. Cái cây này thì đặc biệt người ta chỉ làm một bên là có cái tay cầm, còn cái bên này là không có nha các anh chị. Bên này là nó trắng như vậy để người ta để cho mình một cái mũi vít nha. Đó, cái mũi vít nè, mũi vít dẹp nha các anh chị. Đó, thì cái phần răng ngòm đồ đẹp hết nha, không có bị gì hết. Cái này thì chiều dài của nó là 250 nha các anh chị. Còn cái miệng để hình thức như vậy là 4 sen, mình còn mở được rộng nha. Đó. Rồi mã số 24, 180. Tiếp theo là mã 25, là một cái cây kìm mỏ quạ này nha các anh chị. Cây này là của Sanki này, logo nội địa Nhật, mở nhanh nha các anh chị. Phần răng ngậm nè, thì cái này là nó dính nước rồi, nó bị vần vần thôi nha, răng nó cũng còn đẹp lắm. Thì cái hình thức mở như vậy là nó rộng 6 sen nha các anh chị, 6 sen. Nó có tóc xi nhẹ nhẹ chỗ này chút này. Đó, cán không có rách nha các anh chị. Rồi mã số 25, 150 luôn nha các anh chị. Chiều dài của nó là 250. Tiếp theo là mã 26, cũng một cái cây xanh kỳ nha các anh chị. Chiều dài 250. Thì hình thức như vậy nè, cái miệng mở rộng của nó là 4 sen nha các anh chị. Răng được còn đẹp nha. Đó, em sẽ đẩy lên nè. Cắn tay cầm thì nó bị tài chỗ này chút xíu nha các anh chị. Rồi chiều dài 250. Rồi mã 26, 170. Tiếp theo là mã 27, là một cái cây tìm cái kéo cắt nhân tôn nha các anh chị, hiệu Sanki. Kéo này còn khá bén nha, bén lắm, cắt giải cũng đứt luôn á nha các anh chị. Kéo này bén lắm nha, đây cắt giải đứt luôn nha các anh chị. Đó, cắt giải ngọt lắm nha. Rồi thì cái cây này nè, đó, hiệu Sanki nha. Cái phần lưỡi của nó không có mẻ gì hết nha các anh chị, cán luôn cũng còn đẹp luôn nè. Cái này gọi là cái bướm. Rồi chiều dài của nó là 22 nha các anh chị, cán tay cầm được còn đẹp hết, hiệu Sanki, kéo cắt tôn. Rồi mã số 27 nha các anh chị, 180. Tiếp theo là mã 28, là một cái cây kéo cắt tôn này nha các anh chị. Cái cây này thì để mình cắt tôn, mình cắt đồ, cắt câu nẹp được nha các anh chị. Nó nhỏ, nó yếu, còn cây này mình cắt được dài bự nha. Cây này thì lưỡi của nó này khá đẹp nha các anh chị. Đó. Lưỡi này. Cái phần thân của nó thì người ta họ làm bằng cái này này. Nên nhìn thấy nó hơi đen đen xấu xấu mà lưỡi cắt đẹp nha các anh chị, không có bị gì hết nè. Cây này thì giống như là thủ công. Cái chữ này. Rồi chiều dài của nó là 28 nha các anh chị, chiều dài 28. Cắt trái ngọt lắm nha. Giái bao bao ngọt luôn. Đó. Rồi cái này cái lưỡi nó dài mà người ta thiết kế nó hơi quỉnh quỉnh nè, để cho các anh chị mình cắt á, không có bị đụng tay vô tôn. Rồi mã 28, 250 nha. Cây này khá chắc chắn nha các anh chị, mình cắt được rồi. Rồi tiếp theo là mã 29, là một cái cây kéo cắt tôn hiệu Hit nha các anh chị. Ở chỗ này nó có chữ da ben này, nó bị trài mất rồi nha các anh chị. Đây. Nó cũng bị trài rồi nha. Có chữ da ben mờ mờ trài trài đó. Thì cái cây này hiệu Hit nha các anh chị, hiệu Hit da ben. Thì cái cây này nó cái đầu của nó này, lưỡi rồi cũng còn ngon nha các anh chị. Đó.
À, chỗ này thì nó có hơi giam giam chút, gửi cũng còn ok. Em cắt thử. Đó, cắt trái ngọt nha các chị. Loại này thì mình cắt được tuần dài nè. Rồi. Thì cái này chiều dài của nó là 26 nha các anh chị. 26 hiệu hit. Rồi mã 29 230 nha các anh chị, 230. Tiếp theo là mã 30. Là một cái cây lục giác này nha các anh chị. Cây lục giác này là của Made in Japan nha. Nó hiệu A nha các anh chị. A này Made in Japan. Thì cái cây này là phần này là 56 nha các anh chị. Lục giác 56 này. Đó. Giác 56. Hình thức của nó là như vậy. Được, còn bên này nha các anh chị, bên này là nó có một cái cây là 1.5 2, 2.5, 3, 4 nha các anh chị. 1.5 nè, 2, 2.5, 3, 4 đầy đủ nha các anh chị đây. Đó, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 đó, bộ lục giác này luôn đó. Rồi, hiệu của nó ai Made in Japan nha các anh chị, hiệu nè EIG nè. Rồi Made in Japan. Rồi mã số 30 nha các anh chị, 180. Tiếp theo là mã 31 là một cái cây vít dẹp này nha các anh chị. Cây vít dẹp này là của Versail, ở Versail Japan nha. Đây, cây này cắn được còn đẹp lắm nha các anh chị. Versail Japan. Cái lưỡi của nó là chưa có sử dụng nha, cái mũi vít này. Trừ 6 nha các anh chị, chiều dài của nó là 20. Khá đẹp, mã 31 100. Tiếp theo là mã 32. Rồi, cái cây vít này nha các anh chị, cái bộ vít Versail này. Đây thì em sẽ thử cho các anh chị mình xem nha. Nó có 6 mũi như vậy nha các anh chị, 6 mũi này. Một mũi là BH2, một mũi BH1, một mũi BH2. Mũi còn khá mới nha các anh chị. Rồi nó có 3 mũi vít trừ nè. Cái này là trừ 3 quá, trừ 3, trừ 4 và trừ 6 nha các anh chị. Chắc vậy quá. Đó, em đón. Và một cái mũi vít nhọn như vậy để các anh chị mình lấy dấu nha. Thì cái bộ này là mình vừa làm vít thử điện mà mình vừa làm vít thường luôn nha các anh chị. Đây, em sẽ thử cho các anh chị mình xem nha. Mình dặn lỏng cái này ra nha các anh chị. Thì khi các anh chị mình để nè, các anh chị mình để mạnh mạnh vô chút nha, để cho nó tiếp xúc cái này. Còn không mà các anh chị mình, nếu mà nó không có tiếp xúc á, các anh chị mình vệ sinh sơ sơ cái chỗ này giúp em nha. Đó, đó nha các anh chị, chỗ còn mới này đó, các anh chị mình đãi cho mạnh xuống cho tiếp xúc nha, tiếp xúc cho nó đó. À, em dặn kỹ lại luôn, dặn chặt nha các anh chị, mình để mạnh xuống cho em tiếp xúc rồi mình dặn chặt lại luôn. Rồi cái cây này nè, em sẽ thử cho các anh chị mình xem nha. Đây điện đây, đây nha các anh chị, đó sáng nha, đèn nè, đây nha các anh chị, đèn sáng nha. Rồi, thì cái bộ vít này là 270 nha các anh chị. Tại vì cái bộ này khá mới luôn. Nói chung cắn đồ còn đẹp hết nha. Versail Japan, cắn đầu rồi còn mới cáo luôn nha các anh chị. Đó, không có bị gì hết luôn. Rồi, thì cái bộ này là bộ vít thử điện. Mình vừa làm vít thử điện rồi mình vừa làm vít luôn nha các anh chị. Có 6 mũi này, mũi của nó cũng mới tinh luôn nha, không có bị gì hết. Đó, rồi là mã 32 nha các anh chị, 270 của Versail, bao rồi còn đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mã 33 là một cái mũi doa nha các anh chị, cái doa lỗ. Thì cái doa này nè, hình thức của nó là hiệu của nó là như hôi gian nha các anh chị. Cái này này nó có là 34 tí cái gì, cái thứ cặp của mẹ ra mắt rồi, nên mẹ mượn. Rồi cái này nha các anh chị, cái này em sẽ quay cho các anh chị mình xem hiệu của nó hôi gian nha. Thì nó có cái cán này không à, người ta có cắn vô một cái này để các chị mình cầm mình doa cho nó khỏe. Vậy sếp. Thì cái mũi này nha các anh chị, cái mũi cái phần nhỏ nhất nha, em sẽ đo cái phần nhỏ nhất này nha các anh chị, là nó cỡ 3.4 mi nha, 3.4 mi nha các anh chị. Đó, còn cái phần rộng nhất này em sẽ đo cho các anh chị mình luôn. Đó là nó là 17.11 mi nha các anh chị. Đây, em đo cái phần gần như rộng nhất nha các anh chị. Hả? Rồi thì cái này là chiều dài của nó.
Chiều dài của cái đầu voi là 9 cm nha các anh chị, còn chiều dài nguyên cây là 16. Do lỗ nha. Đó còn do. Rồi mã số 33 nha các anh chị, 180. Tiếp theo là mã 34. Là một cái lắc léo nha các anh chị. Cái này là của Tone này. Đó Tone. Logo nội địa Nhật Japan. Lắc léo này là 1/2 nha các anh chị, 1/2 lắc léo. Rồi. 1/2 nha các anh chị, còn khá mới luôn. Tone. Đó đầu được còn đẹp nè, bi được còn ok hết nha. Rồi mã 34 100. Tiếp theo là mã 35, cũng một cái lắc léo của Tone luôn nha các anh chị. Tone, cái này thì nó hơi dính sơn chút thôi chứ đầu bi được còn đẹp hết nha các anh chị. Đây, đầu được còn đẹp nha. Nó chỉ bị dính sơn Tone, cũng 1/2 nha các anh chị, da ben. Rồi mã 35 nha các anh chị, 100, lắc léo. Rồi tiếp theo là mã 36, rồi có cái do lỗ luôn nha các anh chị, cái doa. Cái doa này thì để cho các anh chị mình gắn máy nha các anh chị. Mình gắn vô mấy cái máy doa lỗ nha. Thì cái đầu này nha các anh chị, cái đầu này là 12.5 nha các anh chị, 12.5 này. Đó. Còn cái đầu nhỏ nhất đây, em sẽ đo cái phần nhỏ nhất của cái doa này nha các anh chị. Đó. Là 8.0 nha các anh chị, 8 ly. Rồi còn cái bự nhất. Bự nhất này. Bự nhất là 48 nha các anh chị. Đó 48 bự nhất này. Rồi thì cái này nó bị mẻ nhẹ chỗ này chút xíu nha các anh chị. Đó. Cái này vô. À đây này nó có này 2 3 4 gì 1/4 cho đến 2 in. Đó 1/4 đến 2 in nha các anh chị. Rồi mã số 36 200 nha các anh chị. Cái thằng doa này, cái đầu này này là chiều dài của nó là 8 nha các anh chị, còn chiều dài nguyên cây là 13. Rồi mã 36 200. Tiếp theo là mã 37. 37 là cái này. Cái này là cái mỏ lết nha. Hiệu MCC nha các anh chị. Cái này nó cái miệng của nó mở rộng là từ 41 cho tới 65 nha các anh chị. Thì khi mà các anh chị mình quay vô hết như vậy là nó là 41 nha. Còn mình mở hết ra là 65 nha các anh chị. Đây quay vô hết nè. Là 41 nè. Còn nếu các anh chị mình mở hết ra là 65. Thì cái cờ lê như vậy nha các anh chị. Cái đầu đồ cũng còn ok nha. Hoạt động đồ ok hết. Đó. Hiệu MCC nha các anh chị. Mở từ 41 tới 65. Rồi mã 37 nha các anh chị. 250. Cái này thì em đo ở chiều dài của nó là bao nhiêu. Chiều dài của nó là 23 nha các anh chị. Mã 37 250. Tiếp theo là mã 38, là một cái đầu 4 số này nha các anh chị. Cái đầu này số lớn nha. Hiệu của nó là NGK nha các anh chị. Thì cái một bên là nó là 19 và 30 nha các anh chị. Bên này là 19 này, nhỏ 19, lớn 30 nha. Thì các anh chị mình xài 30 thì mình kéo đây ra là 30. Còn cái này là bên này là 17-24 nha các anh chị. Này là 17 nè. Khi các anh chị mình cần mình kéo ra, đó là 24 nha các anh chị. Cái này thì hoạt động ok nha. Đây, lắc đồ ngon lành. Cái này em sẽ đo đâu mất cái thước sổ. Chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Chiều dài 27. Rồi mã 38-207. Tiếp theo là mã 39 nha các anh chị, là một cái bộ cờ lê Mỹ nè. Thì cái bộ này là nó nặng lắm nha các anh chị, nặng gần 2kg luôn á, 2kg luôn nha các anh chị. Nó rất là dài luôn nha, dài dài nặng lắm. Thì cái hiệu cái này là alloy steel của USA nha các anh chị, thép alloy của USA nha. Thì cái này là số phần nha các anh chị, thì số phần này thì mới cái lớn nhất em sẽ đọc cho các anh chị mình từ lớn tới nhỏ luôn nha. Thì là 1 hệ in nha các anh chị, 1/8 nè. Còn bên này là 1. Đó. Bên này là số 1, còn bên này là 1/8. Đó, đầu đồ thì cũng có táp xi nhưng mà nó không có bị gì hết nha các anh chị. Đó. Em sẽ đo từng cây luôn. Cây này thì lớn nhất nha các anh chị, chiều dài của nó là 29. Một cây. Rồi tiếp theo. Hình như nó có hai cây giống nhau vậy ta. Đây nó có hai. Rồi tiếp theo là con cây này nha các anh chị. Cây này là cũng thép alloy của USA luôn. Một bộ nó USA hết nha các anh chị. Cái đầu bên này là 1/16. Còn bên này là 15/16 nha các anh chị. 15/16. Đó.
Cái này thì chiều dài của nó là 27 nha các anh chị, 27 một hiệu luôn. Cái này thì nó lại hai cây này nó cùng một số nha các anh chị, nhưng mà em bán luôn nha các anh chị, để mình về mình để dành mình xài luôn nha các anh chị. Thì một bên đây nè, đó là 15/16 và 7/8 nha các anh chị, cũng USA Logistel luôn nha. Đó, nó có hai cây trùng nhau nha các anh chị, trùng số này. Đó, rồi nó rất là dài luôn. Cái bộ này là đó, các anh chị mình xài chừng nào mới hư, đó chỉ bị tráp xi thôi nha. Là, rồi tiếp theo là cây này nha các anh chị, cây này là cùng một hiệu hết nha các anh chị. Này là 25/32, còn cái này là 11/16 USA luôn. Đó, rồi cái này là 3/4 là 5/8 nha các anh chị. Đó, 6 cây tổng là 8 cây. Rồi cái này là 5/8 và 9/16 nha các anh chị. Rồi còn cái này là 7/16 và 3/8 nha các anh chị, 3/8 đúng rồi. Đó thì nó có hai cây này hơi xét nha các anh chị, hai cây này hơi xét này, nó có 2, 4, 6, 8 cây như vậy nha các anh chị. Buộc cờ lê miệng của Mỹ đó, 8 cây 2kg nha các anh chị, nặng lắm, nó rất là dài dặn chắc chắn luôn. Rồi mã 39 nha các anh chị, 550 cho 8 cây này luôn. Rồi tiếp theo là mã 40, là một cái cây mỏ lết nha các anh chị. Cây mỏ lết là hiệu Luster nha, chiều dài của nó là 300mm nha các anh chị. Tai thép Logistel luôn, logo nội địa Nhật. Cây này thì nó bị trài trài cái miệng chút xíu nha các anh chị. Đó, nhưng mà không có rơ lát nha. Hoạt động ok. Thì cái phần ngầm của nó là miệng mở rộng của nó là 35mm nha các anh chị. Miệng mở rộng là 35mm. Đây. Rồi chiều dài là 300mm nha các anh chị, mã 40, 270. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.